Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, thì đối với cái gì thối truyền mà gọi là bất thối truyền? Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì đối với tưởng sắc thối truyền nên gọi là bất thối truyền, đối với tưởng thọ tưởng hành thức thối truyền nên gọi là bất thối truyền này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì đối với tưởng nhãn xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Đối với tưởng nhĩ tí thể thân ý xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì đối với tưởng sắc xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Đối với tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ thối truyền nên gọi là bất thối truyền. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, đối với tưởng nhi tĩ thể thân ý giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng sắc giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng thanh hương vị xúc pháp giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn thức giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng nhãn xúc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, đối với tưởng nhĩ tĩ thể thân ý xúc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng các thọ do nhĩ Tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tưởng địa giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, đối với tưởng thủy hỏa phong không thức giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng vô minh thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, đối với tưởng hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng tham thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đối với tưởng sân tưởng si, các tưởng ác kiến thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Hết quyển thứ 326.